Alo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cài máy in cho máy tính mà không cần dùng driver. Thì cách này được áp dụng khi nào? Khi các bạn cài máy in cho máy tính cho khách mà ở nhà của khách hay là ở cơ quan làm việc của khách không có kết nối mạng thì làm sao các bạn tải driver về được, đúng không? Thì bây giờ mình xin hướng dẫn cho các bạn cách mà để cài một cái máy in vào máy tính mà không có cần dùng driver. Rồi ok, cách đó thì như thế nào? Bây giờ mình xin hướng dẫn cho các bạn như sau. Thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất thì các bạn phải dùng cáp USB, tức là một đầu cắm vào máy tính và một đầu kia thì cắm vào máy in. Trường hợp thứ hai là các bạn cài qua IP, tức là cái dãy địa chỉ IP này nó sẽ được đặt ở trên máy tính và các bạn sẽ cài qua mạng. Thì ok, mình xin hướng dẫn cho các bạn cài cách đầu tiên. Thì đầu tiên các bạn phải vào cho mình control panel. Rồi sau khi vào control panel này thì nó sẽ có rất có nhiều cái mục lựa chọn ở trong đây. Đó, đây là những cái icon, những cái mục mà các bạn thường gặp đúng không? Các bạn bấm vào đây, các bạn chọn cái Close, tức là cái biểu tượng lớn, thì các bạn tiếp tục chọn cho mình cái View Device and Printer và các bạn bấm vào. Thì ở trong đây nó hiện ra tất cả các máy in hoặc là các thiết bị mà đã được kết nối với cái máy tính của chúng ta, của các bạn. Thì bây giờ các bạn tiếp theo thì các bạn phải cài cái máy in của các bạn vào để kết nối với cái máy tính để các bạn in tài liệu ra, thì các bạn bấm vào Add a Printer. Đó, nó sẽ hiện ra một cái bảng và các bạn bấm vào The printer that I want isn't list. Đó, nó hiện ra thì tiếp tục các bạn bấm vào dòng là Add a local printer, các bạn bấm Next cho mình. Thì sau khi các bạn bấm Next xong thì tiếp tục các bạn chọn vào cổng USB. Thì các bạn đang sử dụng phương pháp là kết nối máy in qua cổng USB thì các bạn chọn USB. Ở đây nó rất có nhiều cổng USB 1 2 4 5 6 7 8. Thì tùy vào các bạn cắm cổng USB số mấy ở trên máy tính của các bạn mà các bạn chọn cổng cho phù hợp. Nhưng một số máy tính rất rất là thông minh, mặc dù các bạn cắm ở cổng ô số 1 số 2 thì nó cũng đều nhận biết máy in của các bạn. Và ngược lại những cái máy tính nó ngu thì nó sẽ không nhận được, thì các bạn buộc phải chọn bằng tay. Rồi ok, ở đây mình xin làm mẫu cho các bạn chọn USB cổng số 1. Và các bạn bấm Next cho mình. Thì sau khi bấm Next ra thì các bạn nhìn phía bên góc bên trái đây ha. Thì nó rất rất là nhiều hãng máy in nè, Rohde, Canon. Ở đây mình xin chọn hãng là Canon và bấm vào. Thì bên phải nó rất là hiện rất là nhiều model ha. Thì bây giờ các bạn chọn cái máy in mà các bạn cần cài là model gì, ví dụ 2009 hay là Pro 10 hay là gì đó, thì các bạn bấm vào. Ở đây ví dụ như 2009 là các bạn phải chọn là LBB nha. Ở đây mình sẽ làm mẫu cho các bạn một cái máy bất kỳ đi, nên sẽ để mất thời gian chọn máy 3370. Và các bạn bấm Next cho mình. Đó. Thì ở đây là cái đặt tên cho máy in này, các bạn có thể đặt tên gì tùy thích hoặc là để tên mặc định cũng được. Rồi tiếp theo các bạn bấm Next cho mình. Rồi nó hiện ra một cái bảng tiếp theo, nó hỏi là có muốn share chia sẻ máy in này cho ai không. Nếu các bạn chọn không thì các bạn chọn hàng trên đây. Nếu các bạn muốn chia sẻ thì các bạn chọn hàng bên dưới. Và ở đây mình chọn không chia sẻ ha. Và bấm Next. Ở đây nó hiện ra một ô là nó bảo là chúng ta đã cài máy in thành công và có muốn in một bản test hay không. Nếu các bạn muốn in một bản test thì các bạn bấm vào đây. Còn không thì các bạn bấm Finish Finish cho mình. Đó. Thì đây là cái máy in của chúng ta vừa mới cài xong. Các bạn thấy có đơn giản không ạ? Và rất là nhanh so với là cách các bạn phải tải driver trên mạng về và cài bấm net net rất là lâu ha. Với cách này các bạn cài rất là nhanh. Thì ok, mình đã chỉ xong các bạn cài máy in với cách thứ nhất là dùng dây USB cắm trực tiếp và cách thứ hai là dùng địa chỉ IP. Thì như các bạn biết ở đây mình có một dãy địa chỉ IP của máy photo là 192.168.8.250.
Thì tiếp tục các bạn cũng phải vào cái bảng Control Panel và các bạn bấm lại chữ cho mình là cái Add a Printer tiếp tục. Thì nó cũng hiện ra cái bảng y chang và các bạn bấm vào cái The Printer Adapt là nó cũng hiện ra có cái bảng này. Nhưng lần này các bạn chọn cho mình là cái hàng là Add a Printer TCB nhớ nha. Rồi các bạn bấm Next cho mình. Thì nó sẽ hiện ra một ô tiếp thì các bạn phải bấm vào cái ô Device nè, Type nè, các bạn chọn tức là kiểu kết nối đó, các bạn chọn cho mình là TCP/IP đó. Thì ở dưới đây các bạn chọn nhập địa chỉ IP ha, địa chỉ IP nè 192.168.20.20 192.168.98 đúng không ta? Đúng rồi, 98.98.25 đó, đây là dòng địa chỉ IP nha các bạn. Còn đây là bọt nem ha, các bạn có thể thay đổi nhưng mà mình để mặc định luôn. Rồi các bạn bấm Next thì nó tìm ra ha, nó đã tìm ra Clever và các bạn bấm Next luôn. Nói chung là ở bước này các bạn cứ bấm Next cho mình đó. Thì printer name giống như cái lần trước thì các bạn có thể đặt là mấy gì cũng được, đặt tên gì cũng được, ABC cũng được, nhưng mà để mặc định cũng được. Rồi các bạn bấm Next, rồi nó đang cài đặt driver này các bạn đó. Rồi xong thì cái bảng này giống như bước trước nên mình không có giải thích nữa. Rồi các bạn bấm Next cho mình, rồi bấm Finish. Thì như các bạn thấy nè, nó hiện ra cái máy in Canon 235. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cài thành công máy in để kết nối với máy tính mà không sử dụng driver. Thì ok, với cách này thì các bạn cài máy in nó sẽ nhanh hơn, nhanh chóng hơn, đỡ tốn thời gian hơn, và hơn nữa nó sẽ không có lệ thuộc vào mạng có mạng hay không, lệ thuộc vào và driver có hay không. Và cái cách này nó áp dụng rất tốt đối với những ai đang sử dụng Windows 10 nha các bạn. Rồi, thì phần hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chú ý và theo dõi. Nếu các bạn thấy hữu ích thì bấm like cho mình hoặc là chia sẻ chẳng hạn. Vì mình không phải là dân review chuyên nghiệp, cũng như là khi mà mình làm bài hướng dẫn cũng không có viết lách trước, cho nên mình tin là các bạn sẽ khó hiểu ha, nhưng mà các bạn thông cảm. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chú ý và theo dõi. Tạm biệt các bạn.